Xin chào anh em đã cùng quay trở lại với Ba Tiến Vlog uh -huh. Và ngay lúc này đây thì mà các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ Và đây sẽ là chương 10, ba truyện quyển 2 lên cẩn thận lắng nghe, hỏi lại một câu Cho nên cậu hoài nghi là Zarel Mà những thám tử đó nhìn thấy là do người khác đóng giả sao? Ian cầm lấy chiếc mũ tròn màu lá cọ của mình Trả lời như đã sớm suy rất kỹ rồi Đây là một khả năng Nhưng tôi cho rằng độ khó của nó rất cao Cao đến mức cần phải thừa nhận mạo hiểm cực kỳ lớn Buổi tụ hội vào buổi tối Đúng là ánh đèn không quá sáng Nhưng phần lớn người tham gia đều là thám tử Là những thám tử có sức quan sát nhạy bén Chỉ dựa vào đống đồ hóa trang dâu giả thì rất khó mà che giấu được ánh mắt của bọn họ. Có lẽ loại năng lực phi phạm nào đó có thể làm được sao? Giống như khả năng của đói khát và ngọ ngoài. Trong vấn đề vừa nãy của Colin có một cạm bẫy nhỏ. Hắn muốn thông qua nội dung câu trả lời, biểu cảm trên mặt và ngôn ngữ cơ thể của cậu nhóc này để phán đoán xem. Cậu ta đã từng tiếp xúc với cả người phi phạm hay chưa? Có hiểu biết gì về lĩnh vực này hay không? đáp án sơ bộ là không có. Ian thấy thám tử Moretti này khẽ gật đầu, tán thành suy nghĩ của mình. Thế là nói tiếp. Tôi tin người mà những thám tử nhìn thấy được chính là Ngài Gia Reo. Chẳng qua, ông ấy không được tự do, bị người ta kiểm soát chặt chẽ, không thể truyền tin tức cầu cứu đi được. Sợ chứ ông ấy không đáp lại liên lạc của tôi, là vì để tôi cảnh giác, để tôi đi tìm người tới cứu ông ấy giải thích hợp lý. Clint buông lỏng bàn tay ra, ngồi nhích về phía sau để bản thân của mình trông thả lòng hơn, khiến người ta có lòng tin hơn. Ian trầm mặc mấy giây, trịnh trọng tuyên bố: Tôi muốn ủy thác anh điều tra ngài Jarrel, xác nhận tình cảnh bây giờ của ông ấy. Chỉ cần anh xác nhận thôi. Cân nhắc đến việc đối phương là một người bán chuyên nghiệp, thay thám tử thu nhập tình báo và tin tức, Clint có lòng muốn kết giao mỉm cười nói vậy cậu định trả cho tôi bao nhiêu đây chắc cậu hiểu rõ chuyện này cực kỳ nguy hiểm đấy Ian cúi đầu bí mật liếc nhìn vào tôi chiếc áo khoác lớn cũ kỹ đắn đo hỏi ờ uh, có hai phương thức một là tôi trực tiếp trả đủ thù lao cho anh về sau thì mặc kệ nhiệm vụ đơn giản hay là khó khăn thì vẫn chỉ chừng đó thôi ờ uh, trừ phi anh bị thương nghiêm trọng hai là tôi trả trước cho anh năm bảng chờ anh hoàn thành ủy thác rồi xem độ khó của chuyện này rồi tôi lại trả thêm. Nhưng điều này dễ gây bất hòa, cho dù có hợp đồng giao ước. Các lên bài ra dáng vẻ suy nghĩ, qua gần 30 giây mới trầm ngâm nói. Hoặc có thể thế này, cậu trả cho tôi năm bảng trước, cho nhiệm vụ kết thúc đi, lại giúp tôi làm ba chuyện. Yên tâm, không phải là việc khó đâu, đều nằm trong phạm vi năng lực cậu thôi. Hơn nữa sẽ không để cậu cảm thấy khó. Điều này có thể ghi trong giao ước hợp đồng. Ian nhíu mày, chợt đứng dậy, nghiêng người về phía trước, vươn tay phải nói: "Được." Clint bắt tay với cậu ta, rút ra mấy phần hợp đồng mà hắn đã chuẩn bị sớm dưới bàn trà, cầm lấy bút máy bụng tròn, thêm toàn bộ mấy chi tiết vừa nãy đã bàn bạc xong vào bên trong, sau đó ấn dấu vân tay xác nhận. Sau khi ký hợp đồng xong rồi, hắn đưa mấy sấp giấy trắng cho cậu nhóc Ian, nhìn đối phương viết những tin tức liên quan đến thám tử Gia Reo. Qua một lúc lâu, hắn vừa là xem đống tư liệu, vừa lên tiếng hỏi. Nếu có tình huống khẩn cấp, hoặc là đã xác nhận được tình cảnh của Gia Reo, tôi làm sao để... Uh, để cậu biết đây? Giàn mím môi, một lúc lâu vẫn không nói chuyện gì cả. Thẳng đến khi lên ngẩng đầu, nhìn qua thì cậu nhóc mới trả lời với vẻ cứng nhắc. Không cần liên hệ với tôi đâu, tôi sẽ xuất hiện vào lúc thích hợp. Cậu ta chẳng nhiều lời Móc một chồng tiền mặt thật dày Từ trong túi chiếc áo khoác cũ kỹ ra Chừng đó như thế được xếp theo thứ tự Từ lớn đến nhỏ một cách nghiêm ngặt Nhìn rất chỉnh tề Ian rút ra ba tờ tiền mệnh giá một bảng Ở phía dưới cùng trước Tiếp đó lại đến sáu tờ năm sao le Sau cùng là 10 tờ tiền một sao le Thấy đối phương để tiền ngăn nắp chỉnh tề Ngay cả chân dung Mấy vị quốc vương cũng phải là đầu hướng lên trên Thậm chí không xin dịch chút nào cả lên bỗng tháng phiền muộn đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế giai đoạn cuối hắn không tiếng động thở hát ra một hơi nhận lấy thù lao của đối phương đưa dựa vào phán đoán thông qua ánh mắt của hắn số tiền còn lại của gian không quá ba bạc đoán chừng cậu nhóc này đã mang theo toàn bộ tích cóp trên người rồi nhiều lúc nãy mình yêu cầu nhiều thù lao hơn không biết cậu ta có hủy bỏ vụ này hay không tướng mạo của cậu ta nhìn không giống loại người đó lắm Clint tùy ý gấp đồng tiền kia lại Mà kệ chúng có trình tệ hay không Thế là hắn thành công nhìn thấy Vẻ mặt có hơi vạn vẹo của Jan Tôi sẽ cố gắng Sớm hoàn thành điều tra Clint vừa đứng dậy vừa vươn tay Bày ra tư thế tiễn khách Cảm ơn anh đã giúp đỡ nhé Jan thành khẩn nói cảm ơn Bởi vì rõ ràng mức thủ lao đối phương đưa ra Đã được giảm giá Clint đưa mắt tiến cậu Clint đưa mắt tiến cậu trai thành thục hơn nhiều so với tuổi tác của mình rời đi. Hắn sờ cảm, không tiếng động làm bầm một câu khá sâu xa. Nước trong chuyện này rất sâu da. Nhan từ đầu đến cuối đều không nhắc đến thám tử Gia Đeo. Gần đây đang điều tra chuyện gì? Đã ra phó cho cậu ta thu thập tình báo về phương diện gì? Thôi bỏ đi. Nhận bao nhiêu tiền thì quản trường đó thôi. Mình chỉ cần xác định tình trạng bây giờ của Gia Đeo thôi. Hắn quay người đi trở về phòng khách tiện tay móc ra một đồng xu mệnh giá một phần tư penny từ trong túi quần. Đồng xu bay lên trên, con người của có lên trở nên đậm màu, lầm bẩm câu. Câu chuyện này có tồn tại nhân tố vi phạm hay không? Sau đó tay phải của hắn mở ra, ý định đón lấy đồng penny đang rơi xuống. Keng, đồng xu xẹt qua ngón tay của hắn, rơi lên mặt đất, lăn đi xa. Loại kết quả này có nghĩa là xe mới thất bại sao? Xem ra chuyện này mà gian giấu diếm còn nhiều hơn tưởng tượng của mình. Tin tức thiếu đến mức xem bói mơ hồ cũng không có được kết quả đâu. Clint cắn môi dưới, bước lên trước, cúi người, nhặt đồng xu. Đêm hôm đó, vào dạng sáng, số 138 đường Tường Vi, quận Priest, Bách Lan. Clint thay một bộ đồ công nhân màu xanh nhạt rẻ tiền. Trên mép, dưới cằm và gò má, dán đầy râu đen. Thoạt nhìn có cảm giác như một ông chú ngang ngược thô cạch vậy. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi chai xanh đậm, mũ kéo rất thấp, gần như che đi đôi mắt rồi. Kiểu mũ này vốn thuộc về kiểu mũ săn của nước Cộng hòa Entis, khác biệt với cả mũ hai lưỡi truyền thống của Vương quốc Ruen, nhưng gần đây bắt đầu được thịnh hành ở tầng thấp và trung của Bách Lan. Núp trong bóng mờ cây cối bên cạnh đường Entis, Klein nhờ vào đường đèn khí ga và tạo hình tao nhã quan sát ngôi nhà đối diện. Đó là nhà của Jarell vì thám tử này là người xứ sao cha mẹ người thân và bạn bè đều ở bên đó ông ta chỉ một thân một mình đến bách lan sống sao dần dần trở nên có tiếng tăm ông ta vẫn còn độc thân chỉ thuê hai hầu gái làm thời vụ chính là kiểu cứ cách ba ngày sẽ tới quét dọn một lần không cần lo ăn ngủ lúc này cả ngôi nhà của ông ta thuê không có lấy nổi một ánh đèn tôi đã như mực vậy lên tháo dây chuyền bạc giữa ống tay áo nơi cổ tay trái để miếng thạch anh vàng rũ xuống một cách tự nhiên bên trong có nguy hiểm bên trong có nguy hiểm sau khi đọc liên tục bảy lần hắn mở mắt nhìn thạch anh đang chuyển động đều đều theo trường kim đồng hồ nhưng biên độ rất chậm biến đổi rất nhỏ có nguy hiểm sao nhưng không lớn Glenn nói khẽ một câu hắn lần nữa kiểm tra các vật phẩm như bài ta đốt, bùa chú tự chế và bột thánh mang theo bên người làm xong hết thải rồi hắn ngắm nhìn xung quanh thừa dịp đêm khuya vắng người nhanh nhẹn vọt đến phía đối diện nhà của ra đeo không có hành lang bên ngoài không có vườn hoa nằm sát mép ngay cạnh đường cái lên vòng qua bên hông men theo ống dẫn nước nhẹ nhóm trở lên sân thượng nhỏ với quần áo ở tầng hai tiếp đó hắn móc một lá bài ta đốt nhét vào khe hở mở được cánh cửa đi thông vào hành lang dựa theo bản vẽ bố cục của ngôi nhà yan lên bước chân khẽ, gần như không phát ra tiếng động, đi tới bên ngoài phòng ngủ của Gia Đeo. Hắn gõ nhẹ răng trái, mở linh thị, cách một tấm cửa gỗ, nhìn ở bên trong. Linh thị có thể xuyên qua vật cản, không có linh tính, thấy được màu sắc của khí trạng, nhưng nó quan hệ mật thiết đến trình độ của bản thân. Hiện giờ Klein có thể quan sát xuyên qua cửa gỗ, nhưng không thể nào xuyên qua được tường đá. Hơn nữa cảnh tượng nhìn thấy được sẽ không quá rõ ràng. Trong tầm mắt của hắn, phòng ngủ đằng sau cánh cửa này có ba đoàn khí trang hình người, màu sắc mờ nhạt, phân biệt nằm ở ba vị trí khác nhau. Ba người vẫn luôn mai phục sao? Vì để bắt được Jan hoặc là người nào khác. Phòng ngủ không quá lớn, hắn đứng ở trong bóng tối tự hỏi, tỉnh táo cân nhắc kết quả quan sát được. Lúc này hắn chợt lùi về phía sau, bước khẽ, trở lại sân thượng, lên lấy ra một lá bạc mỏng từ trong túi áo, đây là bùa chú ngủ say, hắn mới chế tạo lúc chiều. Glenn không hề khẩn cầu nước thần đêm tối mà là với chính mình. Sau khi cử hành nghi thức với đối tượng kẻ không thuộc về thời đại này, hắn liền tiến vào thế giới xương sám hưởng ứng. Bởi vì cách thức này khó mà điều động được sức mạnh của màn xương sám trong không gian thần bí, Glenn chỉ có thể lấy linh tính của mình để đáp lại. Cuối cùng bùa chú làm ra được khá tệ, nhưng tốt hơn cái loại dùng phương thức. Tôi lấy danh nghĩa của tôi làm ra Miễn cưỡng đủ xài Lại lần nữa nhìn xung quanh Clint che miệng khẽ đọc một từ hơi mét cổ Đỏ rực Cảm nhận được bùa chú thoáng chốc trở nên lạnh lẽo Hắn lạnh nhanh chóng Đi khẽ đến trước cửa phòng ngủ của Gia Reo Vừa nắm lấy tay cầm Vừa rót linh tính vào trong lá bạc mỏng Kít kít Clint cẩn thận vặn mở nắp tay Lặng lẽ đẩy cửa phòng ra một khe hở nhỏ Tiếp đó Hắn ném bùa chú ngủ xe ở bên trong rồi tay về Clint lại lần nữa đóng cửa lại Bắt đầu đếm số 3 2 1 Hắn chợt đẩy mạnh cửa phòng ra Lộn nhào người vào Bởi vì không cảm nhận được động tĩnh của ba người kia Clint đứng dậy Nương nhờ ánh trăng đỏ rực chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ Bắt đầu quan sát tình cảnh bên trong phòng Đây là một phòng ngủ Có bố cục bình thường Một chiếc giường, một cái tủ, một cái bàn Một bộ ghế sofa, một giá móc áo một người đàn ông mặc áo khoác đen Ngã ở bên kia giường Gã đang gáy o o ngủ rất say Ngoài ra bên cạnh sofa nhỏ Đằng trước tủ quần áo đều có người Bọn họ đều đã rơi vào ngủ say rồi Clint xác nhận trạng thái của ba người xong Hắn thả nhẹ động tác Đi đến đầu giường cúi người tìm được mấy sợi tóc ngắn màu vàng nâu Căn cứ vào nội dung được viết trong tư liệu của Jan Thám tử ra đeo chính là một người đàn ông Có mái tóc ngắn nâu vàng Căn cứ vào điều đó thì chắc chắn không sai rồi. lên nói nhỏ một câu. Hắn nằm mấy sợi tóc đó. Chậm rãi ngồi xuống. Ngồi bên trong bóng tối. Nhiễm phải chút đỏ rực của ánh trăng. Tính dùng cách xem bói trong cảnh mơ để tìm ra đeo. Dựa lưng lên ghế sofa. Khóe miệng của hắn nhếch lên. Không tiếng động lầm bầm một câu. Đây chính là suy luận. Chương 11 Thần bí thám tử tư trong một gian phòng âm u dưới ánh sáng tờ mờ của mặt trăng đỏ tươi chiếu rọi dường như mọi thứ cũng trở lên mơ hồ không còn rõ ràng nữa ba gã đàn ông mặc áo khoác đen nằm ngủ say la liệt ở những chỗ khác nhau thế nhưng ở trên một cái ghế sofa nhỏ clint như đang hòa mình vào đêm tối hắn nhắm mắt lại giống như đang ngủ say vậy thế giới trong mơ của hắn thì xám xịt và vặn vẹo khi thịt rực rỡ sắc màu sau tất cả chúng dừng lại tù hợp thành một khung cảnh đó là một xó xỉnh ảm đạm có nước thải đọng ở trên mặt đất một đàn ông với mái tóc nâu ngắn mặc áo sơ mi trắng và vét xám đang nằm bất vượng bên đường cùng một lũ chuột xám lít nha lít nhít vây quanh bờ môi của ông ta bị gạm mất một nửa để lộ ra hàm răng ố vàng Cùm nếu đã hư thối. Mùi cũng chỉ còn có máu trộn lẫn cùng với cả chút sợi lông ngắn thôi. Máu thịt nhiều chỗ trên mặt của ông ta đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Phơi bày ra bộ xương trắng muốt. Từng con giòi bọ trắng mũi mĩm lúc nhúc chui ra, chui vào khắp nơi. Chỗ yết hầu cũng giống như bị giá thú gặm mất một nửa vậy. Clint miễn cưỡng nhận ra đây là Zarian Victor. Bây giờ ông ta còn đô bộ dáng đẹp trai phong độ như trong tấm ảnh đen trắng của gian cung cấp nữa. Già đeo chết rồi. Chỉ vài ngày nữa, ông ta chắc sẽ bị gặm chỉ còn lại bộ xương khô thôi. Thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn đầy đủ. Clint rời khỏi cảnh mơ, nhớ kỹ càng cảnh tượng vừa rồi. Nhờ vào kinh nghiệm ở trong quá khứ, nên bản thân của Clint rất bình tĩnh khi thấy xác chết dù nó ghê tởm như vậy. Ngẩng đầu, Nhìn mặt trăng đỏ tươi ở ngoài cửa sổ, Glenn suy nghĩ khoảng 10 giây. Hắn quyết định thở thông linh với cả gã đàn ông áo đen đang gục ở bên cạnh ghế sofa. xương tinh khiết Amanda cùng bột thuốc linh chi nhãn, Glenn đã chuẩn bị sẵn một bình ở mấy ngày trước. Về phần thuốc an thần, hắn không cần. Bởi vì bản thân của hắn, cho dù bị kẻ khác xâm lấn giấc mơ, cũng thông linh vẫn giữ được tỉnh táo cùng lý trí thôi bố trí xong đơn giản thế đàn. Cũng để hương thơm thoang thoảng trong bình phát tán, tạo ra một loại trạng thái nửa tình nửa mê. Sau đó lên hướng chính mình, hướng kẻ khờ, không thuộc về thời đại này khẩn cầu. Tiếp theo, hắn lên trên sương mù xám, dùng hơn 2 phần 3 linh tính để đáp lại. Hy vọng lúc ta ở danh sách 7, lúc khẩn cầu cũng có thể giống như nghi thức triệu hoán và hiến tế. Chỉ cần dẫn động sức mạnh không gian thần bí ở trên sương xám này. Nhìn khắp bốn phía, Clint đưa ra dự đoán, đồng thời nhanh chóng quay trở về với hiện thực. Clint đi qua bầu trời đầy sao và cơn bão suy nghĩ hỗn loạn và ồn ào để tiến vào trong tâm trí của gã đàn ông này. Hắn nhìn thấy bóng dáng mờ ảo đang bồng bềnh giữa không trung của gã. Kẻ nào phải bọn mày đến nhà ra reo? Clint nhìn thoáng qua, gần giọng hỏi với đôi mắt vô hồn và ngơ ngác, gã trả lời. Mưu sau, chính là Mưu sau. Phái ta đến để đợi một cậu bé hét tên là Gian. Bên trong thế giới tâm linh quang cảnh của hắn biến đổi theo. Lộ ra một gã đàn ông, vẫn làn da mỏ nâu, thân hình ốm yếu thô cảnh. Gã chính là kẻ trước đó ở trên tàu ngầm hơi nước bị lên bắt gặp. Thủ lĩnh của đám người đội bắt chan. Đúng thật là Gã. Do lúc đáp lại khẩn cầu, Clint đã tiêu hao linh tính quá nhiều, nên bây giờ hắn cũng đã bắt đầu thấy mệt mỏi rồi. Bèn vội vàng đưa ra câu hỏi. Kẻ nào sai khiến mưu sao? Tôi không biết. Anh ta là người xử phạt của đảng Jimmy. Ờ, không có ai có thể xa xử anh ta cả, ngoại trừ lão đại ra. Người đàn ông kia lúng túng trả lời. Jimmy sao? Từ tương ứng với cả dũng sĩ trong ngôn ngữ cao nguyên, nhân lịch sử học giảm kim nhà thần bí học lên thầm nhủ đột nhiên đầu hắn đau như búa bổ vậy không tự chủ được liền bay về với cơn bão của suy nghĩ chẳng mấy chốc lên rời khỏi trạng thái thông linh cảm nhận rõ đầu óc của mình co giật và chấm dẫm lên không vội vã rời đi mà thu dọn xong xuôi vật liệu và những sợi tóc nâu ngắn hắn mới ra bên ngoài mở cửa sổ để lạnh lẽo gió đêm thổi vào xua tan mùi thơm của sương tinh khiết Amanda cùng nước thuốc linh chi nhãn. Đồng thời Clint trở lại ban công, khóa lại cửa lớn từ bên trong và lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách mà bản thân của mình động vào. Đợi phòng ngủ của Jarell trở về tình trạng trước đó, Clint mới quay về chỗ ba gã đàn ông ngủ xanh như chết kia, rồi cúi đầu làm lễ. Đứng thẳng người, Clint đeo lên bao tay, khẽ chống tay nhẹ nhàng, nhảy ra ngoài cửa sổ hắn đón nhận đứng ở một không gian thần bí kỳ lạ Clint nhấc then gài cửa đứng lên dùng lá bài ta nốt ngăn ở dưới đáy sử dụng năng lực tên hề để cảm nhận chi tiết và điều chỉnh cân bằng vài giây sau Clint từ từ rút về lá bài ta nốt của mình then cài cửa đứng thẳng ổn định tại chỗ không có rớt xuống soạt đầu tiên hắn đóng lại cửa sổ không có lối thoát tiếp đó tay phải nhanh chóng giật và đẩy nửa còn lại ra Động tác này rất nhanh chóng diễn ra Làm cho then cài cửa mãi đến khi có chấn động Mới rơi xuống và rơi chính xác vào lỗ sắt Két Khó mà không có tiếng động vang lên Nhưng cũng chỉ giống như Có gió đập vào mặt ngoài của cửa kính mà thôi Klein hiểu rõ Trong phòng ngủ ba gã ông kia sẽ tỉnh lại Nên hắn không hề chậm trễ nữa Lập tức nhảy xuống đường phố Độ cao của tầng 2 Không hề có nguy hiểm với hắn Chỉ là lúc tiếp đất không thể không có tiếng động mà thôi cũng sẽ tạo cơ hội mơ hồ tính đồng cô nhanh chóng rời khỏi đó và rời khỏi phố rose không trực tiếp thuê xe ngựa trở về phố min nữa hắn rẽ vài vòng rồi mới đi về phía đông quận do đêm lạnh lẽo lạnh tới lỗi buốt cả xương lên run rẩy tự nhủ sau này khi hành động phải mặc thêm một cái áo đen nữa hắn cũng quyết định mấy ngày nữa đi mua than củi để cho cái lò sưởi ở góc tường phát huy cái tác dụng vốn có của nó. Chẳng biết có bao lâu, dù không có bản đồ nhưng hắn nhờ vào trực giác mới đi vào quận Đông, Bách Lăn Nơi đây có rất ít đèn đường khí ga, xa ra cũng chỉ có một hai ngọn mà thôi. Cũng may đêm này mây đen không có che mất ánh trăng đỏ tươi. Nếu không thì Clint tin rằng rất nhiều đoạn đường đều sẽ tối đen như mực chẳng thể nhìn rõ được được. Bước đèo, bước đèo hắn bất chợt nhìn thấy những ánh mắt trong bóng tối sâu thẳm phía trước từng thân hình lom khom xuất hiện bọn họ lắc lơ từ xa đi đến im ắng không một tiếng động xác sống sao clint bèn dừng lại đưa tay nắm chặt an hồn phù chú và lá bài ta đốt, đồng thời gấp rút mở ra linh thể hắn thấy được màu sắc và khí trăng rất hư nhược yếu ớt cùng nhìn rõ nét mặt từng người bọn họ đều là người sống sống sờ sờ chỉ là vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt vô hồn, động tác yếu ớt. nam nữ đều có. sao đến dạng sáng rồi, bọn họ lên phố làm gì vậy? lên bối rối lách sang một bên, từ lề đường lướt qua đám người này. nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại gặp đợt thứ hai, đợt thứ ba. bọn họ giống như là chết lặng trong đau khổ vậy. hắn cau mày đang muốn tiến tới hỏi thăm, bất thình lình từ phía trước chuyển đến tiếng quát mắng. đứng lên! tất cả đứng dậy cho tao mau lên lũ gái đứng đường này đường phố và công viên không phải chỗ ngủ chúng mày đâu cứ lên giật nảy mình luật nghèo chợt lóe lên ở trong đầu cũng liền hiểu rõ ngọn ngành chính hắn đã từng trải qua hai cứ lên thở dài nhanh chân rời khỏi bước đi vào một căn phòng ở phố cây cọ đen của quận đông ở đó hắn ngủ mất hai giờ mới khôi phục lại tinh thần sau đó hắn ra ngoài bẻ nhánh cây khô thay cho bốc tượng thi thể của gia Đeo đang ở đâu thi thể của gia Đeo đang ở đâu xem bói hết cái này tới cái khác dựa vào mái tóc nâu ngắn xem bói mất một hồi lâu lên mới đi tới góc phố phía đông nơi này có một lối vào của cống thoát nước sau trận dịch bệnh vào 12 năm trước vương quốc ruen dần dần xây dựng một hệ thống thoát nước tiên tiến bậc nhất vượt qua di sản của Russell ở à, nước cộng hòa antit Entit tháo nắp cống rồi nín thở. Hắn bám vào bậc thang, kim loại dựng đứng, từ từ leo xuống dưới. Vì hắn mặc không phải là quần áo đặc biệt, không có nhiều túi nên không thể mang quá nhiều đồ. Hắn đành phải không mang theo khẩu trang và dầu grab Loại dầu mà hắn học được từ Freer dùng để bài trừ những mùi hôi thối khó chịu. Nên hiện giờ hắn đang cực kỳ hối hận vì điều này. Sau 10 giây, đôi chân của lên chạm đất cảm nhận được mặt đất dinh dính cảm giác bẩn thỉu làm cho hắn nổi hết cả da gà nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục tiến lên trước mặt xuất hiện lối rẽ trong đó có một lối rẽ tương đối âm u lại còn bay ra mùi hôi thối nồng nặc và kinh khủng hơn những lối khác lên rẽ vào đi thẳng mãi cho đến khi nhìn thấy lít nha lít nhít điểm sáng linh tinh và khí chàng nhan sắc lên không cần dùng nến chỉ cần mở ra linh thị thì ánh mắt cũng có thể nhìn thấy rõ mọi ngóc ngách. Nhìn thấy rõ cả chỗ thi thể đang hư thối và đã bị gặm rách rưởi kia. Điều này cùng hắn nhập mộng xem bói thì thấy cảnh mơ lại giống nhau như đúc. Chít. Lũ chuột lông xám chạy tứ tán nhưng vẫn có một vài con ở lại không chịu rời khỏi là vì không nỡ xa đồ ăn. Xác nhận chính là da Sau một hồi do dự, Clint liền nhanh chóng bố trí nghi thức thông linh Ờ, nếu như gian nói không sai, gia đeo tử vong cũng chỉ mất vài ngày, thông linh chắc chắn có thể thu được một ít thông tin. hắn tự tin nghĩ thầm. gió thổi vào, khi bức tường linh tính được dựng lên, lũ chuột toàn bộ chạy mất. Clint lên lại tiến hành nghi thức, giống như mọi hôm. vì sao gia đeo lại chết? vì sao gia đeo lại chết? trong từng tiếng thấp tục con người của cở lên biến thành đen, không thấy con ngươi đâu cả không lấy tròng mắt trắng hắn nhanh chóng mượn nhờ minh tưởng tiến vào cảnh trong mơ thế nhưng bên trong giấc mộng ấy chỉ có một mảnh sương mù mông lung mờ ảo cũng chẳng có thứ gì khác cả lên mở hai mắt ra cau mày đưa ra phán đoán thất bại sao chắc chắn có người đã giải quyết da đeo của mình rồi chuyện này lại có người phi phạm tham dự sao ngụy trang thành ra đeo làm cho các thám tử tư để không phát hiện ra cái xác bên cạnh này cũng đã chứng minh điểm ấy rồi Clint nghĩ thoáng qua bé đưa ra quyết định Chính là dừng lại ở đây Hắn không thể xen vào nữa Dù sao ủy thác này Coi như hắn đã vượt mức hoàn thành rồi Để gian báo cảnh sát thôi Clint vừa làm bẩm Vừa thu hồi vật liệu Rồi giải trừ bức tường linh tính Chương 12 Giận dắt không dấu vết Clint không chạm vào thi thể của Gia đeo nữa Hắn rời khỏi lối rẽ. Tiếng động từ xa chuyển đến cộp cộp, không ngừng vang vọng trong cống thoát nước trống rỗng và quạnh quẽo này. Clint nghiêng tai lắng nghe mấy giây, quyết đoán, dọc theo đoạn đường xi măng bàn thiểu cạnh đường ống dẫn nước trở về lối ra. Đối với hắn mà nói thì chuyện không liên quan tới mình, không cần thiết phải mạo hiểm. Sau khi Clint leo lên rời khỏi cống thoát nước rồi, lần nữa đóng nóc cống lại. Hắn liền xử lý sơ qua dấu vết gần đó, rồi trở về căn phòng thuê ở quận Đông. Sau đó Clint mới đổi bộ đồ khác, tháo bỏ lớp ngụy trang. Tiếp đó, hắn mang mắt kính gọng vàng, bước về phía một đoạn đường lạ lẫm, thuê một chiếc xe ngựa. Trong sự yên tĩnh và lạnh lẽo lúc 3 giờ sáng, Clint trở về quận Jogut, nhưng không phải là phố Min. Sau đó Clint lại lượn một vòng lớn, xác nhận không có ai theo dõi mới đi về nhà. Hắn ngủ thẳng cẳng, đến trời sáng, chung cửa lại lay động đinh đang clint chợt bật người ngồi dậy mặc áo sơ mi khoác thêm áo di lê sau đó hắn bước nhanh xuống lầu một mở cửa ra mà trước đó trong đầu cỏ hắn tự khắc họa ra chân dung của vị khách đến thăm cũng nhờ vào năng lực dự cảm của tên hè mà có chiếc áo khoác cũ rộng thường thành chiếc mũi tròn màu lá cỏ một chiếc túi đeo rách lỗ chỗ đôi mắt đỏ tươi khuôn mặt thanh tú khí chất trầm tĩnh. Đó chính là cậu bé anh Nhan hôm qua tới ủy thác nhiệm vụ. Chào buổi sáng thám tử Moriarty. Y Gian chào hỏi, nhìn xung quanh rồi nói. Có thu hoạch gì không? Ờ, à, tôi chỉ đi ngang qua nên tiện hỏi thôi. Lên trịnh trọng gật đầu. Có. Nhan tựa như bị dọa giật mình vậy. Thế mà một lúc lâu vẫn không nói câu nào. Lúc sau, cậu ta mấp máy miệng, ngạc nhiên nói. Anh đã xác nhận tình trạng của ngài rồi sao? Đúng vậy. Clint dừng lại, nghiêm mặt nói. Tôi đã phát hiện ra thi thể của Gia Đeo. Thi thể? Đồng tử gian co rút, khẽ lặp lại. Cậu ta cũng quá ngạc nhiên, nhưng đã dự đoán được khả năng sẽ xuất hiện kết quả xấu. Clint lặng lặng đứng nhìn, không chen lời. Phù. Nhan thở hát ra, cậu ta cảnh giác nhìn xung quanh một vòng. Hiệu suất của anh khiến người ta kinh ngạc đấy. Anh có thể dẫn tôi tới xem bi thể của ra Đeo chứ. Không vấn đề. Thực tế tôi cũng đang tính làm vậy đây. Clint nghĩ gì đó lại nói. Tôi hy vọng lúc cậu báo cảnh sát thì sẽ không nhắc đến tôi. Cứ nói do bản thân của mình phát hiện được. Tôi nghĩ cậu hiểu được cách thêu diệt ý lý do chứ. Nhan không hề kinh ngạc với chuyện đó. Cậu ta hiểu rõ. Không phải vị thám tử nào cũng đều thích dính dáng đến cảnh sát. Thực tế thì ngoài mấy đại thám tử nổi danh thường giúp đỡ và cung cấp ý kiến cho cục cảnh sát thì những người còn lại thường bị cảnh sát kỳ thể bị bọn họ bài xích thậm chí là dọa dẫm với vết tài sản đây chính là hiện trạng của vương quốc ruen này được gian thoải mái đáp ứng lên cân nhắc chuyện phải xuống cống thoát nước nên hắn đi theo một độ công nhân bình thường đội muốn lưới chai lấy một ngọn đèn báo hai người ngồi xe ngựa công cộng đến quận đông đi bộ nửa tiếng trong cái nhìn chăm chú của những ánh mắt chết lặng hoặc ác ý. Đến nắp cống thoát nước hoang vu. Sao tìm được vậy? Jan nhìn lên mở nắp cống leo xuống, nửa kinh ngạc, nửa tò mò, hỏi một câu. Klein nhìn chăm chú bên dưới, thuận miệng trả lời. Thành thạo nhiệm vụ mà thôi. Bên trong bao gồm rất nhiều kỹ xảo suy luận điều tra, theo dõi và đặt câu hỏi. Nhìn theo hắn xuống cống thoát nước, gật đầu mà không hề thấy buồn nôn. Dường như anh được huấn luyện rất chuyên nghiệp vậy. Clint không trả lời nữa. Sách đèn báo đã chuẩn bị sẵn. Dẫn gian quẹo qua lối rẽ. Đến ngay góc âm u nở. Vừa đến gần, ánh mắt của hắn đã nheo lại. Bởi vì thi thể của Jarell còn khiếm khuyết hơn cả tối qua rất nhiều. Thiếu đi một cánh tay và nửa bên xương sườn. Không phải chuyện đám chuột có thể làm được. Clint lặng lẽ làm bầm một câu. Không hề nhắc nhở gian. Nhờ vào ánh sáng của đèn báo nhan thấy rõ bộ dáng của thi thể. Cậu ta chợt ngồi xuống nôn mửa, dần dần còn nôn ra cả mặt xanh mặt vàng. Clint lấy ra dầu grab đã chuẩn bị từ sớm, vặn mở nắp bình, khom người để miệng mình vào mũi của Nhan. Nhan đột nhiên dùng mình, chậm rãi hòa hoãn. Mười mấy giây sau, cậu ta yếu ớt. Cảm ơn. Cậu chậm rãi đứng dậy, lại cẩn thận xem kỹ thi thể khiếm, khiếm khuyết không đầy đủ của Yarell. Tôi có thể xác định ông ấy chính là thám tử ra đeo Thật đấy làm tiếc cho việc này Clint lễ phép trả lời Tôi kiến nghị cậu báo cảnh sát đi Vâng Nhan gật đầu khẽ đến mức không thể thấy được Theo đối phương trở lại mặt đất Lúc này Clint vỗ tay Ờ Của tôi đến đây là hết rồi Nhiệm vụ ý là kết thúc rồi Về sau làm thế nào thì do cậu tự quyết định nhé Nhan trầm mặc mấy giây nói tôi còn nợ anh ba chuyện bây giờ anh có thể nó được rồi đấy thực tế thì tạm thời tôi chỉ có một chuyện thôi Clint lên thản nhiên trả lời tôi muốn biết ở đâu có thể mua được súng và đạn mà không cần phải có giấy phép sử dụng gian gần như không cần suy nghĩ đã nói rồi quán rượu người dũng cảm phố cửa sắt quận Briggs, bách lan tìm kaspar kalining cứ nói là ông già giới thiệu được à, hai chuyện còn lại thì cho sao hãng nói nhé Tôi có dự cảm là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều đấy. Clint ra vẻ ung dung gật đầu. Jan nhìn hắn. Vẫn giữ trạng thái im lặng, chẳng nói gì cả. Hai người tách ra ở đây. Đi về hai con đường khác nhau ở quận Đông. Nơi hoang vu này lần nữa khu phục vẻ tĩnh lặng. Đi được một đoạn. Clint đột nhiên xoay người trở về lại đường cũ. Sau đó núp trong một chỗ ngoặt bí ẩn. Nhìn về phía cửa và cống thoát nước. Chờ đợi hai ba phút. Hắn thấy gian không một tiếng động trở về Cảnh giác nhìn xung quanh Clint kịp thời thu hồi ánh mắt Lưng dựa sát vào tường Lắng nghe đậu tính Hắn nghe thấy tiếng ma sát nắp cống bị đẩy ra Nghe được tiếng động có người trèo xuống Cẩn thận thò đầu ra Clint phát hiện ra gian lần nữa Đi xuống cống thoát nước Thi thể của da đeo Có dấu manh mối sao Hoặc vật phẩm nào đó Hố này quả nhiên rất sâu Hắn gật đầu đam chiêu lên đã được thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình rồi Nên không ở lại lâu Thật sự rời đi Hắn tính qua hai ngày nữa Sẽ đi tìm Caspar Kalining. Vào buổi chiều Trong nhà tử tước Grilin ở quận Hoàng Hậu Cửa tư phòng đóng chặt Tách biệt hoàn toàn bốn người bên trong Với những tân khách đến tham gia việc Ở phòng khách bên ngoài Húc và Phil Đây là thủ lao mà các cô nên nhận được Adai à đây mặc chiếc váy dài vàng nhạt Có rất nhiều viền Gen trang trí Đẩy một chiếc phong bì dài cộp đến trước mặt hai quý cô Ngồi bàn đối diện Húc vốn định khách khí hai câu Nhưng tay cô đã nhanh hơn một bước Nắm đến phong bì rồi Cảm nhận được trọng lượng của tiền mặt Cô đành phải nói một cách thành khẩn Tiểu thư Andre à Cảm ơn sự động giá của cô rất nhiều nha Hôm nay trông cô rất xinh đẹp đấy Trong lúc nói chuyện Cô đã mở dây nhỏ quấn ở trên ngoài phong bì ra Nhìn đống tiền mặt trong ngày đó là một sớp tiền giấy thật dày có đường văn xám với màu sắc chỉnh tề, tỏa ra mùi mực in đặc thù. Một mực in thơm nức làm cho lòng người sung sướng. Mời bảng. Húc rút một tờ ra, xác nhận mệnh giá. Phi bên cạnh nhìn như chẳng thèm quan tâm thuế tiền vậy. Trường này ít nhất, Húc quan sát độ dài, phỏng đoán xem thử tổng cộng có bao nhiêu tờ. Cô nhịn không được, cùng Phiêu đưa mắt nhìn nhau, nhìn được kinh ngạc trong mắt của nhau. Rõ ràng nhiều hơn mức thù lao tưởng tượng của họ không biết bao nhiêu lần. A à, cười khẽ nói, tổng cộng là 800 bảng, các cô quyết định tự phân chia thế nào đi nhá. Chuyện đó để hai cô cũng nguy hiểm rồi, tôi rất xin lỗi vì vì chuyện đó nha. 800 bảng, không không, à, không cần xin lỗi đâu. Thêm một lần nữa, cho dù biết được hậu quả, tôi cũng sẽ tiếp nhận ủy thác này. Dù chỉ chết đều, cộng thêm tích cóc của tôi, cũng đã để mua được một phối phương ma sở quan trị an. Húc với chiều cao một m năm ngơ ngác nhìn sấp tiền giấy trong phong bì hận không thể rút hết toàn bộ chúng nó để đi đếm lại được cô tin tưởng từ đôi array rộng rãi hào phóng xinh đẹp chắc chắn sẽ không cắt xen chút nào đâu nhưng lỡ như đối phương đếm sai thì sao người nào chả có lúc sai lầm húc nâng tay phải lên đơ mấy giây rồi chậm rãi thả xuống khóe miệng của phiêu không kìm được nhếch lên cảm khái nói Trường này còn nhiều hơn tổng số tiền nhận bút của tôi Tới tận bây giờ của quyển sách Sơn Trang do Bão đấy Tôi nên ca ngợi tiểu thư Ajay Hay là nên châm biếm tác giả nghèo túng đây Cô âm thầm bổ sung thêm một câu nữa Tử tước Rilin Ngồi trên ghế sofa cũng hơi hâm mộ Nhưng không phải là hâm mộ hút và phiêu Là một tử tước với tình hình tài chính khá tốt 800 bảng không được xem là số lớn Anh ta chỉ hâm mộ Ajay Ra tay hào phóng chẳng hề có chút gánh vác nào cả Khổ ờ, à, Từ trước Renin háng dòng. Nếu các cô lấy được phối vương ma dược dược sư à, Tôi cũng sẽ trả thù lao cho các cô không ít đâu Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà Húc trả lời chẳng chút do dự gì cả Tiếp tục Cô nhìn về phía AJ Ờ à, Chúng tôi gần đây đã tiếp xúc với cả người nghi là thuộc hội tâm lý luyện kim Mà giờ khán giả của cô muốn sẽ nhanh chóng có manh mối thôi Húc Tôi đã là danh sách 8 rồi đấy Còn lợi hại hơn cô nhiều a mỉm cười dè dặt ờ à, tôi rất mong chờ đấy nói xong chuyện chính bốn người vừa trò chuyện về các loại tin tức trong giới phi phạm vừa trong sự dẫn dắt của Aj tìm kiếm sách báo mà mình muốn đọc đột nhiên mắt của hút sáng lên nhìn thấy hai quyển sách bìa cứng lịch sử quý tộc vương quốc ruen và hoa văn học sao cùng lúc đó phil cùng tìm được sách mà mình hứng thú sao ghi chép địa lý và nhân vật đế quốc fraser và vòng quanh đại lục Bắc. Từ tước Rilin tôn kính, tôi có thể mượn hai quyển sách này chứ? Tôi sẽ nhanh chóng trả lại thôi. Húc cầu xin nhìn về phía chủ nhân của phòng khách này. Rilin không để ý lắm, gật đầu. À, không có đến đâu, lấy đi. Nghe thấy câu trả lời của anh thì phiêu tranh thủ đưa ra yêu cầu, cũng nhận được sự cho phép. A thấy tất cả, khóe miệng nhếch lên, cẩn thận, nhìn bên cạnh, giả bộ như đang tìm sách vậy là một khán giả hợp cách và vừa được thăng cấp. Sau nhiều lần tiếp xúc thì cô đã nắm bắt được chính xác sở thích của một vài phương diện Húc và phiêu. Lấy đó tiến hành bố trí trước. Một bố trí không ai nhận ra được. Để người bị dẫn dắt cảm thấy đó chính là ý muốn của mình. Để thể hiện được năng lực của khán giả. Lúc trạng vạng tối, Húc ưỡn người trên sofa, nhìn về phía lò sưởi Dưới ánh đèn khí ga lật xem lịch sử quý tộc vương quốc Ruen. Phil thì đi tham gia tụ hội của giới tác giả. Xem được một lúc, Húc đột nhiên cảm giác được bìa cứng bên ngoài có chút kỳ lạ. Thế là cẩn thận dè dặt kiểm tra thử xem. Sờ được một lớp kép, tìm thấy một tờ giấy cổ xưa. Chính giữa tờ giấy che đầy ký hiệu đặc thù do Russell để lại sáng tạo ra. Phía sau lại viết bằng một tiếng hơ mét cổ. Tổ tiên của tử tước Rilin đã giải mã được một ít ký hoặc đặc thù của Russell để lại. Húc hưng phấn cô khó khăn nhận ra đoạn văn hơi mét cổ nọ đọc không thành tiếng kẻ khờ không từ về thời đại này Chúa tệ thần bí trên màn sương xám vì vương hắc hoàng chấp trưởng vận may chương 13 húc hoàng sợ số 15 phố minh quận châu lên ngồi ăn no nê ngồi trên ghế bành trong phòng khách cạnh chiếc lò sưởi trong hoàn cảnh ấm áp như thế này thì hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng thôi, hoặc áo di lê đen và quần dài mỏng. Hai tay cầm báo, mở đến trang có nhiều tin tức quảng cáo nhất. Một loại phương tiện giao thông mới, có vốn đầu tư gấp, gặp mặt bàn bạc cụ thể. Cứ lên đọc nhầm hai lần, vươn tay, cầm lấy bút chì Trên chiếc bàn tròn nhỏ đậm sậm bên cạnh, khoanh tròn tin tức này. Nếu ngày kia không có ủy thác gì cả, Hắn tính sẽ đi xem thứ cái gọi là phương tiện giao thông kiểu mới này có đáng để đầu tư hay không. Mấy chuyện kiểu này, Clint cũng chẳng thể nào xem bói và dự đoán được bởi vì tin tức thiếu hụt. Hy vọng là sản phẩm, giống như xe đạp. Clint lầm bẩm không thành tiếng. Chợt bên tai quanh quẩn hư ảo, trùng điệp mấy lời khẩn cầu. Á, à, tiểu đối chính nghĩa sao? Hay là anh người cho ngược vậy? Hay là mặt trời? Hay là vì nhân viên nào đó trong ngân hàng Bách Lân đang sao chép mật mã của mình chăng? Những suy nghĩ lướt qua trong đầu của Glenn. Hắn thả tờ báo xuống, trở về phòng ngủ, khóa cửa phòng lại. Đi ngược bốn bước, tiến vào thế giới sương xám. Hắn nhìn thấy bên mép chiếc bàn đồng dài cổ xưa, loang lổ bên cạnh chiếc ghế dựa kẻ khờ, có những vòng sáng rực rỡ đang lan tỏa. lên xem như kinh nghiệm phong phú, bình tĩnh ngồi xuống, kéo linh tính ra dùng tư thế đáp lại lời khẩn cầu chạm vào những gợn sóng sáng đỏ rực rỡ. Cảnh tượng trước mắt của hắn đột nhiên biến hóa, hiện ra một bộ sofa mờ ảo. Một cô gái nhỏ nhắn mặc trang phục của kỵ sĩ thực tập đang cuộn người trên trên. Không có cảnh sao chép mật mã, đang xem một tờ giấy. Clint chợt hiểu ra, biết được lý do của chuyện này. Cô ta chắc là một trong hai người phi phạm cần mình kiểm tra mà tiểu đối chính nghĩa từng nhắc đến. Chậm mặc mấy mấy giây lên không thật sự đáp lại Tính nửa đêm mới tiến hành bước này Sau đó mới từ từ phản ứng Thái độ và cách ứng xử của đối phương Để kiểm tra tính cách và năng lực của cô ta Tất nhiên Hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng ép người khác Gia nhập hội ta đốt Kẻ khờ Không thuộc về thời đại này Húc đọc xong đoạn văn cổ hơi mét Mới xứng người ra mấy giây Chợt bật người ngồi dậy Hình như có khả năng nó là danh xưng của một tồn tại thần bí nào đó. Cô hoảng sợ, nhận ra điều này. Mà thưởng thức về thần bí học và các loại tin tức của cô thì được đang nói tới với cô nàng rằng một khi đọc nên danh xưng hoàn chỉnh của tồn tại thần bí nào đó nó thường có nghĩa là đang hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Hậu quả của sự chú ý này có lẽ không tốt đẹp lắm đâu. Thậm chí là khả năng rất thê thảm. Mấy tồn tại thần bí đó không ít điều đó là hóa thành tà thần và ác ma. Hơn nữa, mình còn dùng ngôn ngữ hôm ép cổ, không được bảo vệ để đọc. Mình ngu ngốc thật mà, tại sao mình lại phải dụng tâm nhận ra, rồi đọc một cách nghiêm túc như thế chứ? Húc sợ hãi nhìn xung quanh, rất sợ trong căn phòng yên tĩnh này đối nhất xuất hiện quái vật không thể nào miêu tả bằng ngôn ngữ được. Các vật phẩm như ghế sofa, bàn trà tù bát, bàn ăn, tranh sơn dầu, ánh vào tầm mắt của cô, không có bất cứ biến hóa nào cả cảnh giác mười mấy giây húc mới hơi thả lỏng được chút tự an ủi mình không cần sợ không cần sợ đâu vừa nãy mày chỉ đọc danh xưng thôi mà ờ à, không tiếp tục chú văn khẩn cầu với sao đâu đây là nghi thức không hoàn chỉnh mà ờ à, chắc sẽ không không đưa tới sự chú ý đâu hơn nữa có khả năng không nhỏ danh xưng là do chủ nhân của tờ giấy này dựa vào ký hiệu đặc thù của Russell đại đế dịch qua chưa chắc đã chuẩn xác đâu nhưng nhưng mà ta nghe nói tà thần ác ma nếu sinh ra hứng thú cho dù nghi thức thông linh không hoàn chỉnh cũng sẽ đáp lại mày ngu thật đúng là nghĩ như vậy thôi húc lại bày vẻ mặt đưa đám cảm thấy bản thân của mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng lại đợi thêm mười mấy giây nữa thấy không có ai đáp lại cả húc mới phòng má chậm rãi thở hát ra cô nàng kẹp tờ giấy về lại quyển sách lịch sử quý tộc vương quốc roen cô nàng tiến vào phòng tắm với tâm trạng nặng nề vặn vòi nước, tính dùng nước lạnh để rửa mặt. Dòng nước gần như trong suốt chảy qua, húp cúi thấp lưng, vươn tay, hứng nước. Cô đang vốc nước lạnh trên mặt, khóe mặt đột nhiên nhìn thấy trong chiếc gương trước mặt hiện ra mái tóc nâu dài hơi xoăn. Mà mái tóc của cô là màu vàng ngang vai, khá rối loạn. Bất chợt, từng sợi lông tơ của húc dựng đứng thẳng lên. Chân cô dùng sức, chống hai tay lại, bắn mạnh về phía sau, quay người khúc khỉu tay. Bột. Cô đụng vào một thân thể ấm áp, đâm vào người khiến đối phương hét thoáng với chất giọng quen thuộc, ngã xuống đất. Húc ngừng động tác tiếp theo. Nghĩ bạn tốt đang ôm bụng đau đớn lan lộn, nước mắt rưng rưng. khóe miệng của cô nàng không tự giác giật giật. Phiêu, cậu mới lúc nào vậy? Phiêu không trả lời, cơn đau dịu lại chút xíu mới chống tường chậm rãi đứng dậy, oán dần. anh mình vừa về. Húc, cậu điên rồi sao? không nhìn rõ đã ra tay rồi còn ra tay nặng như vậy chứ hả cậu vào từ ngã nào đây húc lúng túng hỏi ngược lại nhảy vào từ cửa sổ phòng tắm sao vậy có vấn đề hả là một người học việc thì không cần cầm theo chìa khóa là hành vi rất bình thường mà Phil trả lời rất chi là có lý húc lập tức đứng thẳng lưng lên đẩy toàn bộ trách nhiệm đi vậy tại sao cậu không đi bằng cửa chính hả vừa nãy cậu thật sự đã dọa mình rồi đấy Phil chớp chớp mắt Vậy còn phải lượn thêm nửa vòng Quá phiền Mình quên đi đường thẳng rồi Cô nàng dừng chốc lát nghi ngờ Nhưng mà Húc à Phản ứng của cậu hơi kịch liệt đấy nhá Húc đấu tranh 3 giây Mất mặt và mất mạng Trả lời thẳng thắn Bởi vì bởi vì mình phải phải một sai lầm Sai lầm trí mạng Sai lầm gì Phiêu xoa bụng Vừa mù mờ vừa quan tâm hỏi Húc kể lại hết mọi chuyện Từ lúc cô phát hiện ra trong sách có một lớp kép. Một lớp kép, tìm được một tờ giấy cổ xưa, không cẩn thận phân biệt rồi đọc ra cái danh xưng của vị tồn tại thần bí nào đó bằng chú Van Hermes cổ. Cậu, nó cậu đâu rồi hả? Chắc, ờ, uh, chắc không làm sao đâu nhỉ? nghi thức không hoàn chỉnh cơ mà. Hơn nữa ai biết là thật hay giả đây? Phiêu giỏ xét xung quanh, chẳng hiểu sao lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy. Cô trở về phòng khách với Húc, xem tờ giấy ố vàng nở nhìn ký hiệu đặc thù của Russell ở bên trên và đoạn văn hơi mét cổ ở mặt sau. Vừa nhìn qua, nhà nghiên cứu thần bí học chuyên nghiệp Phil đã khẽ gật gù. Không phải những tà thần ác ma và tồn tại thần bí mà mình biết đâu, vấn đề không lớn đâu. Hơn nữa, đến tận bây giờ vẫn không có làm sao mà. Nói rõ chắc sẽ không vấn đề gì đâu. Thấy Húc đã thả lỏng, cô nhớ lại bụng mình phải chịu đau đớn, ác ý bổ sung một câu. Tất nhiên, nếu có làm sao gì thật thì với năng lực của chúng ta chẳng thể nào tự cứu được đâu." Sắc mặt của hước thoáng chốc trở nên trắng bệch, bật thốt ra tiếng: Phiêu, để mà chúng ta ngủ cùng nhau đi, thôi bỏ đi, mình vẫn nên ngủ một mình mới được." Phiêu nhướng lông mày, cười ha hả nói: "Được rồi, thật ra không cần nó lắng đâu. Cậu nghĩ xem đi, mỗi khi mình gặp phải trăng tròn, sẽ nghe được mấy lời xì xào quái lạ, nhưng không hề xuất hiện dấu hiệu điên cuồng hoặc mất khống chế mà." Ờ, à, chúng ta nghiên cứu cả bao quyển sách kia nữa. Nếu đều có tờ giấy và chúa ban giống như vậy, thì chứng tỏ rất có thể là cho đồ ác ý của tử tước Rilin. Hai người vội mở mấy quyển sách hoa văn học ra, nghiêm túc kiểm tra một lần, nhưng không phát hiện ra được thêm gì khác cả. Húc nhìn phiêu, phiêu nhìn húc, bầu không khí lại trở nên trầm trọng. Hay là tối nay chúng ta lẻn vào sảnh Misa giáo đường của thánh Miêu ngủ đi, húc đột nhiên phát ý tưởng đề nghị đó là tổng bộ giáo sư bách lan của giáo hội nữ thần đêm tối tại sao không phải là giáo đường thánh hưu Lấn? mình không cho rằng nữ thần đêm tối sẽ phù hộ mình đâu phil vô thức trả lời đó là tổng bộ giáo sư bách lan của giáo hội thần hơi nước và máy móc ở quận thánh georgie tiếp giáp với rất nhiều nhà máy ở phương hướng đông nam hai quý cô tín ngưỡng bất đồng rơi vào trầm tư qua một lúc Phil thở dài Hơn nữa sẽ khiến chúng ta bị kẻ gác đêm Hoặc là trái tim máy móc để mắt tới đấy Đây có lẽ chính là mục tiêu Của vị tồn tại thần bí đó rồi Hơn được rồi đi ngủ thôi Chờ đến sáng mai sẽ biết đáp án mà thôi Nếu đến lúc đó Vẫn không làm sao cả Chứng tỏ sẽ không làm sao hết đâu Vào lúc nửa đêm Vầng trăng đỏ không được vẹn toàn Bị mây đen che phủ bằng ánh sáng mà bầu trời của Bách Lan thì rất ít khi nhìn thấy được trời sao lấp lánh như vậy. Clint theo bản năng tỉnh lại, vén chăn xuống giường, tiến vào màn sương mù xám. Ngồi trên ghế dựa lưng cao, thuộc về kẻ khờ. Hắn chuẩn bị đáp lại người bạn của tiểu thư chính nghĩa để chuyện tiến vào quá trình kiểm tra. Chính vào lúc này, hắn chợt có một ý nghĩa mới. Mình nên thử xem mới tình huống này có thể kéo người vào trong thế giới sương mù xám hay được không? tiểu thư chính nghĩa chắc đang ngủ rồi cho dù thử nghiệm của mình thành công xong chuyện này hơn phân nửa cô ta cũng chỉ cho rằng đó là một giấc mộng khá mơ hồ nếu thành công sẽ lập tức cắt đứt không thể để cô ta nhìn rõ cảnh tượng xung quanh được cân nhắc đắn đo một lúc lên vươn tay về phía vòng sáng đang không ngừng khuếch trương ngợn sóng dùng cách thức thành lập liên hệ đột nhiên hắn cảm nhận được linh tính của mình điên cuồng trào ra khiến cả không gian thần bí trên mặt sương mù này đều khẽ rung động. Vào lúc lên tưởng rằng linh tính của mình sẽ bị hút khô, tất cả lại khôi phục như cũ. Bên mép chiếc bàn dài đồng đen hiện ra một bóng dáng người vặn vẹo mơ hồ. Húc buồn ngủ mở mắt, nhìn thấy sương mù xám vô biên, nhìn thấy một chiếc ghế dựa lưng cao cổ xưa, nhìn thấy một bóng dáng đen đang trôn xuống nhìn mình. Clint mừng thầm trong bụng, lập tức dựa theo kế hoạch trước đó cắt đứt liên hệ. Bóng dáng nhỏ nhắn mông lung biến mất, nhưng trong màn sương mù xám trắng lại có thêm một ngôi sao hư ảo đỏ rậm. Glenn thấy được màn này, xác nhận được một chuyện. Đó chính là chỉ cần đọc tên của mình thì hắn có thể kéo đối phương vào thế giới sương mù xám này. Mà ngôi sao đỏ thẫm là tượng trưng cho việc đã thành lập liên hệ vững chắc rồi. Nhưng có một giới hạn nhỏ. Với thực lực trước mắt của mình, nhiều lắm chỉ thành lập được thêm một liên hệ nữa thôi, Dựa vào trải nghiệm lúc nãy Trình độ linh tính bây giờ của mình nhiều nhất chỉ có thể Kéo người phi phạm cao hơn mình Một danh sách Hơn nữa chắc chắn đã được Chỉ là phán đoán sơ bộ thôi Người cùng danh sách hoặc thấp hơn thì Lại không vấn đề gì cả Glenn thỏa mãn nghĩ thầm Hắn không phải đáp lại nữa Thử nghiệm vừa nãy đã đủ rồi Bất chợt Húc bật dậy khỏi giấc mơ Cô nào vẫn luôn lo lắng tai họa ngầm Vì mình đã đọc danh sưng Vừa mới ngủ không bao lâu Kết quả đã mơ thấy một không gian thần bí rồi Mơ thấy bóng dáng sương mù xám Từ trên cao nhìn xuống Giấc mơ này rõ ràng đến như vậy cơ mà Rõ ràng đến mức khiến Húc cảm thấy sợ hãi Cô nhìn về phía phiêu đang ngủ xe bên cạnh run rẩy thầm nghĩ Là ác mộng do quá sợ hãi tạo thành Hay là bởi vì tồn tại thần bí đã chú ý tới mình rồi Tà Linh quấn thân sao Ờ à, Mai có một cuộc tụ hội của người vi phạm ngoài mưa với phương, phương ra mình còn phải tìm người am hiểu trừ tà tịnh hóa thở xem.